chương trình hôm nay với sự góp mặt của các bé Quý Trân, Ngọc Giám, Mỹ Huyền Thanh Thảo, Tú Uyên, Tiên Phương, Thiên Vũ và Kim Nguyên. Tất cả các bé có mặt sẵn sàng tham gia chương trình cùng với chúng ta. Và người giới thiệu chương trình hôm nay là tôi. Chào mừng quý vị các bạn các em đã đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Milo. Hy vọng Chuyện Nhỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui. Quý vị các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Nhỏ bao giờ cũng vậy, các bé đã sẵn sàng cùng với chúng ta tham gia cuộc chơi. Chú Thanh Bạch xin gửi lời chào đến tất cả các cháu thương yêu. Chào chú Thanh Bạch. Giỏi lắm. Bây giờ thì các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình, nói về tên họ nè, rồi sở thích, ước mơ của mình như thế nào nha. Và bây giờ chú Bạch xin mời bé đầu tiên. Con tên là Trần Xuân Quý Trân, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là bơi lội, vẽ và đi du lịch. Ước mơ sau này của con sẽ trở thành một người họa sĩ để vẽ những bức tranh thật là đẹp và trưng bày các tác phẩm của mình cho mọi người cùng xem. Con tên là Nguyễn Ngọc Giám, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là chơi game, xem phim hoạt hình và Chuyện Nhỏ. Môn học con yêu thích là môn tiếng Việt vì nó giúp chúng ta có thể hiểu về lịch sử của cha ông chúng ta nhiều hơn. Ước mơ sau này của con là giáo viên để dạy học cho mọi người. Con tên là Lê Thị Mỹ Huyền, năm nay con 8 tuổi. Con vật mà con thích nhất là con thỏ, nó có hai cái tay rất dễ thương. Lớn lên con ước mơ sẽ được làm ca sĩ để hát cho mọi người nghe. Đây là bạn của con. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phan Thị Thanh Thảo, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là xem Chuyện Nhỏ, coi Doraemon và hát. Ước mơ sau này của con sẽ là nhà thiết kế thời trang. Vì con sẽ thiết kế những bộ đồ đẹp cho mọi người mặc. Con tên là Lê Trần Tú Uyên, năm nay con 8 tuổi. Ở nhà con có một đứa em tên là Hải Long. Chúng con thường chơi trò chơi chi chi chành chành với rượt đuổi rất vui. Con và ba mẹ thường chở đi công viên chơi. Ước mơ sau này của con được làm người mẫu biểu diễn thời trang để mặc nhiều đồ đẹp và cho mọi người xem. Con tên là Nguyễn Thùy Yên Phương, con 8 tuổi. Ở nhà con tên là Bebe. Sở thích của con là được ăn gà rán, học vi tính và học anh văn. Ước mơ sau này của con sẽ được làm thợ may để may áo quần cho mọi người. Con tên là Hoàng Thiên Vũ, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là chơi game và ăn kem. Lớn lên con thích làm bác sĩ. Con tên là Đinh Thị Kim Nguyên, năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là được xem kênh BB phim hoạt hình và kênh HTV7. Có rất nhiều chương trình như là Chuyện Nhỏ, Hát Với Ngôi Sao, Bí Mật Gia Đình. Con rất thích cô Mỹ Tâm. Lớn lên con rất muốn giống cô Mỹ Tâm, hát rất hay để biểu diễn cho mọi người nghe. Chúng ta vừa đến phần tự giới thiệu. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục gặp gỡ với ba thí sinh của Chuyện Nhỏ lần này. Xin mời bạn Khắc Tiệp có đôi lời tự giới thiệu về mình. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào anh Thanh Bạch. Tôi là Vũ Khắc Tiệp, hiện đang là giám đốc công ty Người Mẫu. Tôi rất vui và rất mừng khi được tham gia một game show dành cho các em thiếu nhi. Kính thưa quý vị và các bạn, ở quê tôi có một người cháu. Mỗi năm về quê thăm gia đình, tôi thường quấn quýt bên cháu và cháu cũng luôn luôn quấn quýt bên tôi. Và hôm nay khi được khám phá các em thiếu nhi, được biết tính cách ngộ nghĩnh và đáng yêu của các em, tôi rất là vui. Mong tất cả quý vị và các bạn cổ vũ cho ba người chơi của chúng tôi. Và quý vị và các bạn hãy dành thời gian nhiều hơn một chút cho cô gái duy nhất của cuộc thi. Vâng, đó là người mẫu Á hậu Trang Nhung. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Trang Nhung.
Hiện nay Nhung đang là người mẫu độc quyền. Nhung rất là thích con nít, vì vậy rất vui vì được tham gia trong chương trình Chuyện Nhỏ ngày hôm nay. Mong các bạn ủng hộ Nhung nha. Và chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba, xin mời Quang Hòa. Đầu tiên, Quang Hòa xin gửi lời quý vị hiện đang có mặt trong trường quay và những quý vị đang theo dõi chương trình Qua Mài Nhỏ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quang Hòa hiện nay đang làm người mẫu tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với chương trình thì Quang Hòa cũng thường xuyên xem chương trình Chuyện Nhỏ và Quang Hòa rất thích những câu trả lời dí dỏm và rất là vô tư của các em, và mong một ngày nào đó sẽ được có mặt góp vui tại chương trình Chuyện Nhỏ. Vậy kính mong quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để cổ động cho ba người chơi trong chương trình hôm nay. Chúng ta về đến với phần tự giới thiệu của ba thí sinh. Xin mời ba bạn hãy bắt tay hữu nghị với nhau trước khi vào chương trình chính thức. Thưa quý vị và các bạn, các bé trên màn hình sẽ tạo điều kiện hoặc là gây cản trở khó khăn đối với ba thí sinh của chúng ta trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ, vòng 1 xin được phép bắt đầu. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng 1, ba thí sinh của chúng ta sẽ nghe một câu hỏi và đoán xem rằng đa số các bé sẽ trả lời ra sao. Câu hỏi vòng 1 như sau. Theo anh chị, các bé có biết cầu dao là bộ phận để ngắt mở mạch điện hay không? Đa số các bé có mặt trên màn hình sẽ trả lời là có hay là không. Xin mời Khắc Tiệp. Theo tôi, đa số các bé trả lời là không. Không. Xin mời Trang Nhung. Theo tôi, đa số các bé trả lời là không. Và xin mời Quang Hòa. Câu trả lời của tôi sẽ là không. Thưa quý vị, các bé khi được hỏi có biết cầu dao là bộ phận để ngắt mở mạch điện hay không, đa số trả lời là có. Ba thí sinh chưa ghi điểm. Xin lưu ý, đây cũng là một điều để giúp các bạn hiểu rằng đa số sẽ trả lời là có, nhưng vẫn có một ít thiểu số ít hơn trả lời là không. Với câu hỏi đa số giúp các bạn có cái hướng để mà tìm câu trùng khớp dễ hơn. Bây giờ xin mời Khắc Tiệp chọn bất kỳ ô nào trên màn hình mình cảm thấy gần gũi giúp bạn ghi điểm. Tôi chọn bé Tú Uyên. Bé Tú Uyên. Câu hỏi gợi ý dành cho Tú Uyên, bạn sẽ nghe bé trả lời trước khi vào câu hỏi chính thức. Tú Uyên ơi, hãy kể tên các chất cách điện mà Tú Uyên biết. Dạ thưa chú, các chất cách điện mà con biết là nhựa. Bởi vì ở nhà con thấy sợi dây điện ở ngoài nó bọc nhựa. Thế thì bây giờ bạn hãy cho biết là bé Tú Uyên có biết là cầu dao là bộ phận để ngắt mở mạch điện hay không? Theo tôi, Tú Uyên trả lời là có. Tú Uyên ơi, người ta ngắt và mở mạch điện bằng bộ phận gì vậy? Dạ thưa chú, con thấy người ta thường ngắt và mở dây điện bằng cầu dao điện. Vậy con thấy mẹ con hay mở bằng cầu dao điện. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Bạn đã ghi được số điểm đầu tiên, xin được chúc mừng. Tiếp tục xin mời Trang Nhung lựa chọn. Dạ, tôi sẽ chọn bé Thiên Vũ. Bé Thiên Vũ. Câu hỏi gợi ý dành cho Thiên Vũ như sau. Theo Thiên Vũ, máy móc nào trong nhà sử dụng sẽ ít bị tốn điện nhất? Dạ thưa chú, máy cassette trong nhà con dùng ít điện nhất tại vì nó nhỏ. Vậy bạn Trang Nhung thử nghĩ xem rằng bé có biết là cầu dao là bộ phận để ngắt mở mạch điện không ạ? Theo tôi nghĩ bé sẽ trả lời là có. Thử xem có trùng khớp ý với bé không nha. Con hãy nói cho mọi người nghe, người ta ngắt và mở mạch điện bằng bộ phận gì? Dạ thưa chú, người ta ngắt và mở điện bằng cầu dao. Tại vì con thấy bố con hay làm như vậy. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Xin mời sự lựa chọn của bạn Quang Hòa. Dạ Quang Hòa xin lựa chọn bé Uyên Phương. Bé Uyên Phương. Câu hỏi dành cho Uyên Phương như sau. Theo con, những vật dụng nào trong nhà con cần phải sử dụng điện? Dạ thưa chú, những vật mà trong gia đình con cần phải sử dụng điện là nồi cơm, đèn, tivi, máy giặt, tủ lạnh, quạt, máy lạnh, vân vân. Nhiều thứ quá nha. Biết bao nhiêu thứ mà có điện thì mới sử dụng được.
Thế thì bạn thử đoán xem rằng bé có biết cầu dao là bộ phận để ngắt mở mạch điện hay không? Con Hòa đoán rằng bé Uyên Phương sẽ trả lời là có. Uyên Phương ơi, hãy nói cho mọi người nghe, người ta ngắt mở mạch điện bằng bộ phận gì? Dạ thưa chú, người ta cắt mở mạch điện bằng cầu dao. Vì con thấy mẹ, vì con biết là mẹ con đã mở ở nhà. Chúc mừng trùng khớp y với bé. Tiếp tục trở lại sự lựa chọn của bạn Khắc Tiệp. Bây giờ sẽ là bé nào ạ? Tôi chọn bé Kim Nguyên. Bé Kim Nguyên. Câu hỏi dành cho Kim Nguyên như sau. Theo Kim Nguyên, điện nguy hiểm như thế nào? Dạ thưa chú, điện rất là nguy hiểm. Có thể gây cho con người bị xỉu hoặc bị chết. Vì con nghe mọi người nói như thế. Thế thì bé có biết là cầu dao là bộ phận để ngắt mở mạch điện không nè? À, theo tôi bé Kim Nguyên rất là thông minh, nên bé trả lời là có biết. Kim Nguyên ơi, người ta ngắt mở mạch điện bằng bộ phận gì? Dạ thưa chú, theo con thì mọi người ngắt điện hoặc mở điện bằng ổ điện. Bởi vì ở nhà con hay thấy bố con làm như thế. Rất tiếc chưa trùng khớp IVV. Xin mời sự trở lại lựa chọn của bạn Trang Nhung. Dạ tôi sẽ chọn bé Mỹ Huyền và bé Thanh Thảo. Bé Mỹ Huyền và Thanh Thảo. Hai con hãy kể tên các chất dẫn điện mà hai con biết. Dạ thưa chú, những chất dẫn điện là dây đồng, dây sắt, dây điện. Trang Nhung nghĩ thế nào? Hai bé có biết là cầu dao là bộ phận để ngắt mở dòng điện không ạ? Theo tôi nghĩ là hai bé sẽ trả lời là có. Mỹ Huyền, Thanh Thảo, hai con hãy cho biết người ta ngắt mở mạch điện bằng bộ phận gì? Dạ thưa chú, người ta ngắt mở điện bằng cầu dao điện. Chúc mừng trùng khớp với bé. Tiếp tục mời bạn Quang Hòa. Bé Quý Trân. Tiếp theo là bé Quý Trân. Câu hỏi dành cho Quý Trân như sau. Theo Quý Trân, người ta thường đo điện bằng cách nào? Thưa chú, theo con người ta thường đo điện bằng cách lấy một dụng cụ nào đó liên quan tới việc đo điện. Và người ta sẽ đặt thứ đó vào chỗ điện người ta cần đo và người ta đo. Thế bạn Quang Hòa nghĩ thế nào nha? Bé Quý Trân có biết là cầu dao là bộ phận để ngắt mở mạch điện không? Theo Quang Hòa thì bé Quý Trân, câu trả lời của bé Quý Trân sẽ là có. Quý Trân ơi, người ta ngắt và mở mạch điện bằng bộ phận gì nè? Dạ thưa chú, người ta ngắt và mở bộ phận điện bằng cái kềm. Chưa trùng khớp với bé bé. Thưa quý vị, và cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc vòng 1 và đi đến kết quả các số điểm như sau. Bạn Khắc Tiệp 20 điểm. Bạn Trang Nhung 40 điểm. Bạn Quang Hòa đồng điểm với Khắc Tiệp 20 điểm. Chúng ta vừa kết thúc vòng 1. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, cũng như vòng 1 lần này, câu hỏi của vòng 2 cũng là câu hỏi dành cho đa số các bé có biết hay không trước khi trả lời câu hỏi chính thức. Câu hỏi vòng 2 như sau. Theo anh chị, bé có cho rằng lửa có lợi nhiều hơn có hại hay không? Xin mời Khắc Tiệp. Theo tôi, đa số các bé đều cho rằng lửa có lợi. Cho nên trả lời là? Trả lời là có. Có. Bạn Trang Nhung nghĩ thế nào? Lửa có lợi nhiều hơn có hại hay không? Đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không? Theo tôi nghĩ là đa số các bé sẽ trả lời là có. Và xin mời Quang Hòa. Theo Quang Hòa nghĩ, đa số các bé sẽ trả lời là không. Hai có, một không. Thử xem ai chiến thắng. Thưa quý vị, đa số các bé khi được hỏi rằng lửa có lợi nhiều hơn có hại hay không, đa số các bé trả lời là không. Chúc mừng Quang Hòa. Xin mời Khắc Tiệp. Bây giờ hãy bắt đầu lựa chọn bất kỳ ô nào. Lần trước Tú Yên ghi điểm cho tôi, lần này tôi lại chọn Tú Yên tiếp. Tú Yên là lựa chọn của bạn Khắc Tiệp. Câu hỏi dành cho Tú Uyên như sau.
Theo Tú Uyên, sấm sét có tạo ra lửa hay không? Dạ thưa chú Thanh Bạch, theo con thì sấm sét không tạo ra lửa vì nó không có ma sát. Bạn Khắc Tiệp nghĩ thế nào? Bé có cho rằng lửa có lợi nhiều hơn có hại hay không? Theo tôi, bé trả lời là không biết. Bé trả lời là không. Tú Uyên ơi, lửa có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn? Dạ thưa chú, lửa có lợi nhiều hơn vì lửa giúp mình có nấu lửa để nấu ăn, thức uống. Chưa trùng khớp. Bây giờ xin mời sự lựa chọn của bạn Trang Nhung. Em đã chọn bé Ngọc Giám. Bé Ngọc Giám. Câu hỏi dành cho Ngọc Giám như sau: hãy kể các tác hại do lửa gây ra mà Ngọc Giám biết ra. Thưa chú Thanh Bạch, những tác hại do lửa gây ra là nổ, cháy nhà, phỏng, vân vân. Vậy thì bé nghĩ thế nào với câu hỏi là lửa có lợi nhiều hơn có hại hay không? Theo tôi, bé Ngọc Giám sẽ trả lời là không. Ngọc Giám ơi, nói cho mọi người nghe, lửa có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn? Dạ thưa chú, lửa có lợi nhiều hơn vì nó giúp chúng ta có thể sưởi ấm, nướng thịt và có thể nấu cơm. Chưa trùng khớp với bé. Tiếp tục bằng Quang Hòa lựa chọn. Tôi xin chọn bé Quý Trân. Quý Trân. Chú Bạch đố Quý Trân chứ người ta thường dùng lửa để làm gì? Dạ thưa chú, theo con người ta thường dùng lửa để nấu những món ăn và sưởi ấm thân mình. Thế thì bạn Quang Hòa nghĩ sao? Bé có cho rằng lửa có lợi nhiều hơn có hại hay không? Chà, lúc nãy thì Quang Hòa đoán các bạn là không hết, mà với bạn này nói toàn là có ích cho, có lửa có ích không à? Nhưng mà Quang Hòa vẫn giữ nguyên quan điểm là bé xã trẻ sẽ trả lời là không. Quý Trân ơi, lửa có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn? Thưa chú, theo con lửa có hại nhiều hơn vì lửa có thể bật lên và thiêu vụn một thứ gì gần lửa. Chúc mừng trùng khớp đi với bé. Bây giờ bạn đã có kinh nghiệm rồi, khá, bạn đã có tự tin rồi, xin mời bạn Khắc Tiệp tiếp tục. Tôi chọn bé Kim Nguyên. Vâng, bé Kim Nguyên. Câu hỏi gợi ý của Kim Nguyên như sau: khi thấy cháy nhà, Kim Nguyên nghĩ con sẽ làm gì để dập tắt ngọn lửa? Dạ thưa chú, con nếu mà cháy nhà thì con phải gọi cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa, bởi vì người ta nói rằng là khi nào có lửa cháy nhà mà mình không kịp tắt thì mình hãy gọi cứu hỏa. Câu gợi ý không biết làm cho bạn tự tin hơn hay hồi hộp hơn đây. Hãy cho biết thì bé trả lời thế nào với câu hỏi lửa có lợi nhiều hơn có hại không? Theo tôi, bé Kim Nguyên trả lời là không. Kim Nguyên ơi, lửa có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn? Dạ thưa chú, lửa thì con nghĩ có hại nhiều hơn, bởi vì nó có thể cháy người hoặc cháy nhà. Bởi vì con thấy mỗi khi cháy nhà, mọi người đều la toáng lên. Chúc mừng trùng khớp đi với bé. Và bây giờ xin mời tiếp theo là sự lựa chọn của bạn. Chọn Mỹ Huyền, Thanh Thảo. Bây giờ hai con hãy kể tên các vật dụng tạo ra lửa mà hai con biết nè. Dạ thưa chú, những vật dụng tạo ra lửa là diêm, đèn cày, hột quẹt. Bây giờ bạn Trang Nhung nghĩ thế nào? Hai bé có cho rằng lửa có lợi nhiều hơn có hại hay không? Thôi đánh liều một lần, câu trước tôi đã trả lời là không, vậy câu này tôi trả lời là có. Mỹ Huyền, Thanh Thảo, nói cho mọi người nghe, lửa có lợi nhiều hơn hay là có hại nhiều hơn? Dạ, dạ thưa chú, lửa có hại hơn vì nếu mà mình sơ ý đổ một tí lửa xuống sàn thì sẽ bị cháy nhà, vân vân. Và vân vân, chưa trùng khớp. Tiếp tục bạn Hoàng Hòa. Và lần này con Hòa xin chọn bé Thiên Vũ. Bé Thiên Vũ.
Câu hỏi gợi ý cho Thiên Vũ như sau: theo con, người làm việc chữa cháy gọi là gì? Thưa chú, người làm việc chữa cháy người ta thường gọi là lính cứu hỏa. Yeah, cảm ơn con. Hãy cho biết bé Thiên Vũ trả lời thế nào với câu hỏi lửa có lợi nhiều hơn có hại phải không? Bé Thiên Vũ sẽ trả lời là không. Thiên Vũ ơi, lửa có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn? Thưa chú, lửa có hại nhiều hơn, vì lửa có thể đốt điện, cháy nhà và phỏng da. Chúc mừng trùng khớp ý vẻ vẻ. Thưa quý vị và các bạn, và như vậy chúng ta vừa kết thúc vòng 2. Sau vòng thi này, thí sinh ít điểm nhất sẽ chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Xin được công bố số điểm 3 thí sinh. Bạn Khắc Tiệp 50 điểm. Bạn Trang Nhung 40 điểm. Và bạn Quang Hòa vì trùng khớp câu cuối cùng số điểm nhân lên là 90 điểm. Như vậy bạn Trang Nhung sẽ nhận tiền thưởng của chương trình là 1 triệu đồng và gửi bạn một phần quà lưu niệm của Chuyện Nhỏ. Chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang trở lại với vòng 3 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 3 chúng ta có 2 thí sinh. Lần này 2 thí sinh sẽ lựa chọn các bé bằng cách bấm bàn phím. Mỗi thí sinh có 3 lượt lựa chọn. Câu hỏi vòng 3 như sau. Theo các bạn, bé có biết người ta tạo ra cao su từ đâu hay không? Với kiến thức của người lớn, chúng ta đều biết cao su được tạo ra từ nhựa của cây cao su, hay còn gọi là mũ của cây cao su. Nhưng đối với các bé thì có bé biết và có bé không biết. Hãy tìm cách trùng khớp dự đoán ý với bé. Và bây giờ thí sinh có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên chọn lựa trước. Xin mời bạn Khắc Tiệp chuẩn bị. Bé Kim Nguyên có biết là người ta tạo ra cao su từ đâu không? Bé sẽ trả lời là biết hay là không ạ? Theo tôi bé Kim Nguyên biết. Kim Nguyên ơi, hãy cho mọi người biết người ta tạo ra cao su từ đâu. Dạ thưa chú, người ta tạo ra cao su bằng hạt lúa, bởi vì con nghĩ như vậy. Chưa trùng khớp ý với bé được. Hạt lúa mà tạo ra cao su giờ, ý này mới. Xin mời bạn Quang Hòa chuẩn bị. Hai bé Mỹ Huyền, Thanh Thảo có biết là người ta tạo ra cao su từ đâu không ạ? Quang Hòa thì chắc là rất thích chữ không ấy. Và lời câu trả lời cuối cùng của Quang Hòa là không. Mỹ Huyền, Thanh Thảo ơi, người ta tạo ra cao su từ đâu vậy? Dạ thưa chú, người ta tạo ra cao su từ các nhà máy sản xuất ra cao su. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Trở lại sự lựa chọn của bạn Khắc Tiệp, chuẩn bị. Bé Uyên Phương có biết là người ta tạo ra cao su từ đâu không? Theo tôi bé Uyên Phương biết. Uyên Phương ơi, người ta tạo ra cao su từ đâu? Dạ thưa chú, người ta thường làm cao su bởi nhựa của các cây đu đủ. Chưa trùng khớp đi với bé. Số bạn thế nào bé cứ nghĩ tạo ra từ thóc, tạo ra từ đu đủ. Tiếp tục xin mời Quang Hòa chuẩn bị. Bé Ngọc Giám có biết là người ta tạo ra cao su từ đâu hay không ạ? Câu trả lời cuối cùng của Quang Hòa vẫn là không. Ngọc Giám ơi, hãy cho biết người ta tạo ra cao su từ đâu nè. Dạ thưa chú, Thanh Bạch, người ta tạo ra cao su từ mũ của cây cao su. Vì cây cao su nó có rất là nhiều mũ, cho nên người ta có thể lấy mũ để làm cao su, làm nệm cho chúng ta nằm và có thể làm gối. Chưa trùng khớp ý với bé rồi, Quang Hòa. Tiếp tục Khắc Tiệp chuẩn bị. Quý Trân có biết là người ta tạo ra cao su từ đâu không ạ? Theo tôi bé Quý Trân sẽ trả lời là không. Em trả lời không nhé. Quý Trân ơi, con hãy cho mọi người biết người ta tạo ra cao su từ đâu. Dạ thưa chú, người ta thường tạo ra cao su bằng mũ của cây cao su. Và con đã nhìn thấy thứ đó ở một nơi mà con biết. Chưa trùng khớp được đi mới về. Quang Hòa chuẩn bị. Bé Tú Uyên có biết là người ta tạo ra cao su
từ đâu hay không? Con Hòa vẫn giữ nguyên quan điểm là chữ không. Tú Uyên ơi, con hãy cho mọi người biết cao su tạo ra từ đâu. Dạ, thưa chú, con biết người ta tạo ra cao su từ dầu lửa. Vì mẹ con thường nói như thế. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Thưa quý vị, thật thú vị, và hai thí sinh của chúng ta đã trải qua cuộc phiêu lưu với vòng 3 đầy kịch tính. Kết quả số điểm hai thí sinh như sau. Thí sinh nào ít điểm hơn sẽ chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Bạn Khắc Tiệp 50 điểm. Bạn Quang Hòa 170 điểm. Khắc Tiệp sẽ nhận tiền thưởng là 1.500.000 đồng và phần quà lưu niệm của chuyện nhỏ. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang trở lại với vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện Nhỏ. Quý vị các bạn thân mến, bạn Quang Hòa là người may mắn bước vào vòng thi đặc biệt. Bạn sẽ có cơ hội chọn 5 trong số 7 ô trên màn hình. Và mỗi một ô như thế sẽ có một câu hỏi riêng biệt. Bạn tìm cách trùng khớp ý với bé để đạt điểm chuẩn cuối cùng, cộng lại số điểm của bạn đạt được từ 500 điểm trở lên. Bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi đặc biệt. Trong trường hợp không đạt được 500 điểm, tiền thưởng sẽ là 2 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đạt được 500 điểm trở lên, tiền thưởng sẽ là 4 triệu đồng. Tất cả đều được sẵn sàng, dành tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho bạn Quang Hòa. Hãy lựa chọn cho mình 5 ô mà bạn cảm thấy giúp bạn gần gũi ghi điểm được. Đó là 5 ô nào? Quang Hòa sẽ chọn bé Quý Trân, Uyên Phương, Tú Uyên, Mỹ Huyền Thanh Thảo và cuối cùng là bé Thiên Vũ. Chia tay với hai bé còn lại. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên của bé Quý Trân như sau. Theo con, trẻ em có nên uống trà hay không? Ở ngoài miền Bắc gọi là nước chè ha. Vâng, thế thì ở trong đây gọi là uống trà. Thế thì theo bạn Quý Trân sẽ trả lời là trẻ em có nên uống trà hay không? Bé trả lời là nên hay là không? Theo con Hoàng nghĩ thì câu trả lời của bé Quý Trân sẽ là không. Tại sao? Vì trà thường thường là dành cho những người lớn và những người cao tuổi. Thì uống chè thì thường hay mất ngủ. Cho nên trẻ con thì không nên uống trà. Quý Trân ơi, theo con trẻ em nên uống trà hay không? Dạ thưa chú, theo con trẻ em không nên uống trà. Vì uống trà sẽ không có ngủ được. Và khi không có ngủ được thì chúng ta không thể tiếp thu được bài. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Ông chú ngồi xin. Tiếp tục, đó là câu hỏi dành cho bé Uyên Phương. Theo Uyên Phương, xe lửa, tức là tàu hỏa, xe lửa lái bằng tay lái hay bằng cần điều khiển? Bé sẽ trả lời như thế nào? Tàu hỏa sẽ được lái bằng tay lái hay là bằng cần điều khiển? Con Hòa nghĩ là bé Uyên Phương sẽ trả lời là tàu lửa sẽ được lái bằng tay lái. Tại sao bạn nghĩ như vậy? Bởi vì con Hòa nghĩ là trẻ con thì được biết đến cái từ tay lái, tức là lái ô tô hay là tay lái xe máy nhiều hơn là cần lái. Cần lái Hoàng nghĩ là các bé vẫn chưa biết nhiều đến. Thử xem có trùng khớp với bé. Uyên Phương ơi, xe lửa lái bằng tay lái hay bằng cần điều khiển? Xin mời con. Dạ thưa chú, người ta lái xe lửa bằng tay lái. Bởi vì con thấy ngoài đường thì xe hơi cũng chạy bằng tay lái. Quả là suy đoán của bạn chính xác, trùng khớp ý với bé. Chúc mừng. Chúng ta cùng đến với bé Tú Uyên. Câu hỏi dành cho Uyên như sau. Theo con ngựa đứng ngủ hay là nằm ngủ? Bạn nghĩ thế nào? Theo quan niệm của con Hòa, bé Tú Uyên sẽ trả lời con ngựa thì thường nằm ngủ. Tú Uyên ơi, chú Bạch đố con, con ngựa đứng ngủ hay là nằm ngủ? Dạ thưa chú Thanh Bạch,
con ngựa nó nằm ngủ, bởi vì con người cũng giống như con ngựa. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Bạn có vẻ sành tâm lý trẻ con quá nhỉ. Chúng ta cùng tiếp tục. Câu hỏi dành cho hai bé Mỹ Huyền, Thanh Thảo như sau. Theo hai con giữa vịt và chim cánh cụt, con nào bơi giỏi hơn? Hai bé Mỹ Huyền và Thanh Thảo sẽ trả lời là con vịt bơi giỏi hơn. Mỹ Huyền, Thanh Thảo ơi, giữa vịt và chim cánh cụt, loài nào bơi giỏi hơn? Dạ thưa chú, con chim cánh cụt bơi giỏi hơn vì nó chịu được khí hậu lạnh ở Bắc Cực. Rất tiếc chưa trùng khớp ý với hai bé. Tiếp tục bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho bé Thiên Vũ như sau. Theo Thiên Vũ, giữa ngủ đông và ngủ bình thường, lúc nào thì tim động vật đập chậm hơn? Ngủ đông và ngủ bình thường thì lúc nào tim động vật đập chậm hơn? Theo con Hòa nghĩ thì bé Thiên Vũ sẽ trả lời là ngủ đông thì tim sẽ đập chậm hơn. Thiên Vũ ơi, giữa ngủ đông và ngủ bình thường, lúc nào tim động vật đập chậm hơn? Thưa chú, tim động vật đập chậm hơn là mùa đông, tại vì mùa đông rất lạnh. Chúc mừng trùng khớp ý với bé rồi. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta thử xem rằng nếu không trùng khớp thì mất bao nhiêu điểm mà trùng khớp thì được bao nhiêu. Đầu tiên chú Thanh Bạch xin được mời ai bây giờ nha? Đúng rồi, chú Bạch sẽ mời. Sẽ mời hai bé Mỹ Huyền và Thanh Thảo. Vì không trùng khớp là chim cánh cụt thì bơi giỏi hơn là vịt, mất bao nhiêu điểm? Buồn quá, không được 100 điểm rồi. Ôi, không sao, 100 điểm tương đối không nhiều lắm. Chúng ta cùng tiếp tục xem là tới bé nào nha. Chú Bạch xin mời bé Quý Trân đã trùng khớp và còn nít trẻ con không nên uống trà, bao nhiêu điểm? Hay quá, con cho 50 điểm. Bạn được cộng thêm 50 điểm, được 220 điểm rồi nha. Chuẩn bị, còn nữa, chú Bạch xin mời bé Uyên Phương trùng khớp là xe lửa thì lái bằng tay lái, bao nhiêu điểm? Đúng rồi, con cho 100 điểm. Bạn đã có hiện nay là 320 điểm. Tiếp tục, còn bé Tú Yên với sự trùng khớp là ngựa thì ngủ nằm chứ không phải là ngủ đứng, bao nhiêu điểm? Tuyệt quá, con cho 100 điểm. Bây giờ bạn đã được 420 điểm. Còn 80 điểm nữa thôi, bạn sẽ là người chiến thắng. Nếu Thiên Vũ 100 điểm thì bạn sẽ là người chiến thắng. Vòng thi đặc biệt, hồi hộp bé Thiên Vũ, ngủ đông, tim động vật đập chậm hơn, bao nhiêu điểm? Vui quá, con cho 100 điểm. Yeah, chúc mừng, bạn là người chiến thắng vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện Nhỏ. Như vậy bạn sẽ hưởng trọn số tiền là 4 triệu đồng và phần quà lưu niệm của Chuyện Nhỏ. Chúc mừng. Yeah. Các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua những giây phút vui tươi, hào hứng và đầy hấp dẫn của chương trình Chuyện Nhỏ. Chương trình Chuyện Nhỏ đến đây đã đến giờ chia tay rồi. Các bạn xin nói lời tạm biệt với các con. Chào tạm biệt. Quý vị các bạn thân mến, Chuyện Nhỏ trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Milo đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.